cái khoản 2 điều 4 của cái nghị quyết dẫn cái hiến pháp Rồi, thì rồi, rồi, là chết lên cái đó. các cơ quan nhà nước từ trung ương và địa phương, mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên mặt trận tổ quốc, cơ quan tổ chức hữu quan và có trách nhiệm này tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các cơ quan tổ chức và địa phương mình, nâng cao nhận thức về hiến pháp, luật pháp và ý thức chấp hành hiến pháp, luật pháp để đảm bảo hiến pháp, luật pháp được tuân thủ nghiêm chỉnh trong tất cả các lĩnh vực đời sống của xã hội. Đó. Nhưng mà Đảng và nhà nước chúng ta đã bị sai cái điểm này, làm chưa tốt. Nếu như mà làm tốt thì chỉnh Lê đã có cái cuốn hiến pháp này từ khi chỉnh Lê lên 8 đến 10 rồi. Chứ không phải là đến Không đến bây phải, giờ chỉnh nếu Lê nếu mới nếu viết. mà nếu nếu mà Trinh Lê không phải, nếu mà Trinh Lê, anh nhắc lại Trinh Lê điểm này, nếu mà nói để mà đảng sai là hoàn toàn Trinh Lê nói sai, tại vì đảng không sai, đảng không sai. Anh đã nói rồi là cái người, ví dụ như bây giờ cuốn không có đến tay được Trinh Lê đúng không, cuốn hiến pháp này không được đến tay của Trinh À. Lê đúng chưa, thì do là ở từ Đảng lãnh đâu, đạo tác động từ mà. đâu, thì mình phải Đảng ta là đảng lãnh ở đạo mà. đảng lãnh đạo, nhưng mà nó phải có bộ ngành, thì mình trước tiên mình sẽ tìm chế bộ ngành, mình không thể mình đi một bước lên tới lãnh đạo được Thì đúng bộ chưa. ngành không Bây làm giờ được Trinh thì Lê cũng lãnh đạo phải chịu chứ. sao không, sao Trinh Lê nói vậy được, mình làm việc nó phải có trình tự. Ví dụ Trinh Lê không có, bây giờ Trinh Lê hiểu được vấn đề này, Trinh Lê muốn đóng góp cái ý kiến của mình đúng không, thì điều Trinh Lê sẽ đi là đi 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 từ đâu, bây giờ Trinh Lê đi thẳng lên 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 lãnh đạo hả, đúng không, mình không thể làm vượt cấp kiểu đó, mình phải đi từng trình tự của mình. Đây, theo theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đây. Đúng rồi, nhưng mà Trinh Lê phải đi từng trình tự của mình, chứ không thể Trinh Lê cầm cuốn hiến pháp này đi thẳng lên Quốc hội, Trinh Lê gặp ai trên đó để nói những cái điều Đây, đó. nghị quyết đã ra đây, nghị quyết ra đây thì nếu như các anh Đồng ý là nghị quyết ra là đồng ủa chứ ý chứ về cái đảng mình cầm cuốn hiến pháp mình nói chuyện. Đây nè, anh nói Trinh Lê ở cái điểm này, đúng không? Anh thừa biết cái ý của Trinh Lê ra sao, không anh thừa biết, nhưng mà anh nói cái điểm này, có nghĩa là Trinh Lê phải đi từng trình tự từ một cái cơ quan một, chứ điển hình bây giờ Chính Lê không thể nào một bước đi vượt thẩm quyền đúng không, chính xác không, rồi em công nhận ngay rồi không thể vừa thẩm quyền đúng rồi, rồi. thì mình không vượt thẩm quyền thì điều đầu tiên, ví dụ bây giờ nếu như trường hợp Chính Lê cảm thấy bây giờ tại sao đúng ra tôi phải cầm được cuốn hiến pháp này lúc tôi 7 8 tuổi mà đến bây giờ tôi 30 tuổi tôi mới biết được cuốn hiến pháp này, vâng tôi sẽ thắc mắc vâng đúng đúng không, thì đi mình đi đến trước tiên là ví dụ ở phường nào và ở Thanh Hóa thì mình đến và thắc mắc tại sao nó như thế này, và bây giờ tôi yêu cầu thế hệ sau này của tôi, con em chúng tôi muốn được cái này có được hay không, và tôi chờ cái câu trả lời trong khoảng thời gian bao lâu, rất là đơn giản đúng chưa. Và anh nói nè, riêng riêng về cái gì nó cũng phải có cái tình cái lý của mình, đúng rõ chứ mình ràng. đừng sách vở cái hiến pháp. Anh nói Trinh Lê nghe, anh hiểu cái ý Trinh Lê là muốn muốn ý gì rồi giờ rồi, nhưng mà anh nói thêm ở đây là cuốn hiến pháp của mình đúng không, nếu như trường hợp thấy có vấn đề gì bất cập mình muốn cất tiếng nói của mình sẵn sàng mình góp điều đó hoàn toàn, mình làm đúng luật chả có gì là sai Dạ đúng. đúng không, nhưng mình phải đi trình tự nó xem như thế nào. Ví dụ mình đi từ cấp 1 không xong, ok để đâu qua bên, tôi đi đến cấp 2, tại vì cấp 1 không được giải quyết được yêu cầu ý kiến của tôi đi đến cấp 2 đúng chưa, thì lúc đó mình đi mỏi vậy thì cái trách nhiệm và cái quyền hạn của người công dân mình nó rất mạnh. Tại vì sao, mình làm trước tiên xét về hiến pháp mình không nói, xét về luật pháp, xét về những nghị định mình vẫn đang đi làm theo từng cấp bậc rằng mình hỏi vượt cấp. Sao dân không biết, hoặc là đến năm nay mấy mấy chục tuổi đầu mới biết cái hiến pháp và các cái quy định pháp luật. Cái này thì anh phải nói này này, hiến pháp được ban hành và tất cả các cái cơ quan chức năng có cái trách nhiệm tuyên truyền phổ biến rộng khắp đến toàn dân và xã hội. Cái thứ hai, người dân phải cũng có trách nhiệm tìm hiểu chứ không phải ỷ lại nhà nước, là nhà nước phải mang cái hiến pháp đến gia đình anh, mà anh cũng phải tra cứu và tìm hiểu trên tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng. Cái thứ hai, anh nói cụ thể bây giờ ấy, Đảng đã chỉ đạo đến các cấp chính quyền là cái bưu điện văn hóa xã là người ta rất có một cái tủ sách pháp luật, tức là các cái văn bản của Đảng nhà nước hiện hành kể cả mới ban hành, để bà con nhân dân cố gắng dành cái thời gian để đọc tìm hiểu để chúng ta thực thi một cách nó đảm bảo cái điều kiện quyền 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 lực của nhân dân. Cái thứ hai, cũng trang bị kiến thức cho mình để mình làm sao mình tránh có những cái hoạt động và vi phạm các cái quy định của nhà nước hiện hành. Bây giờ bưu điện văn hóa xã này
các cái cơ quan ban ngành liên quan hữu quan từ thôn bản cho đến cấp trung ương, chứ đâu phải trung ương phải dí từng cái cuốn hiến pháp hay là từ cái văn bản luật đến từng từng người dân đâu. Cái đó là cái trách nhiệm của người dân cũng phải tham gia mà. Đấy thì thôi đi anh, Dạ. Vương Hùng xin nói thêm như thế thôi. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi, xin Dạ. cảm ơn Bình Dương và cảm ơn anh em, và Vương Hùng tiếp tục theo dõi diễn đàn này.